Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho trang địa phương Nam Trà My phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung chính sau sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Nam Trà My và quận Hàm Giang đẩy mạnh công tác kết nghĩa. Sôi nổi các hoạt động trong lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ 6. Tấm gương chàng thanh niên xe đăng vì cộng đồng. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua đoàn công tác quận Hàm Giang, Hàn Quốc đã đến huyện Nam Trà My dự lễ hội Sâm Ngọc Linh và ký kết thỏa thuận kết nghĩa. Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ mở rộng quan hệ hợp tác chặt chẽ dựa trên sự tôn trọng và lợi ích lẫn nhau trong các lĩnh vực như hành chính, chuyển đổi số, công nghiệp, văn hóa, kinh tế, du lịch. Hai địa phương cùng tạo ra môi trường hữu nghị để tăng cường hợp tác lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực như trao đổi thông tin, kiến thức nhằm phát triển và lợi ích chung. Khi cần thiết, hai bên có thể thúc đẩy công việc trong các lĩnh vực hợp tác cụ thể dưới hình thức phụ lục của thỏa thuận này thông qua các cơ quan hoặc tổ chức liên quan. Ngoài ra, Hàm Giang và Nam Trà My có thể thảo luận và xúc tiến các nội dung khác nằm ngoài ký kết thỏa thuận này dựa trên nguyên tắc bình đẳng. Lễ hội Sâm Ngọc Linh vừa qua tại Nam Trà My đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi. Đặc biệt, buổi đấu giá Sâm Ngọc Linh thu hút hàng chục cá nhân, tổ chức tham gia, thu về hơn 361 triệu đồng. Mặc dù lần đầu tiên được tổ chức, nhưng buổi đấu giá Sâm Ngọc Linh diễn ra rất sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia lễ hội đến xem. Những cây sâm được mang ra đấu giá có độ tuổi từ 5 đến 15 tuổi, đạt chất lượng cao cả về thẩm mỹ lẫn dược chất vì đã thắng giải tại hội thi sâm. Củ sâm Ngọc Linh được đấu giá cao nhất lên đến gần 130 triệu đồng. Kết quả, buổi đấu giá đã thu về hơn 361 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí trên dùng để ủng hộ công tác xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Nam Trà My. Đây là một trong những hoạt động không chỉ góp phần làm phong phú thêm cho lễ hội Sâm Ngọc Linh năm 2024, mà còn có ý nghĩa nhân văn thiết thực, hưởng ứng theo chủ trương của Đảng, Nhà nước trong nỗ lực xóa nhà tạm. Huyện Nam Trà My vừa tổ chức hội thi trình diễn cây nêu trong khuôn khổ lễ hội Sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My lần thứ 6 năm 2024. Cây nêu gắn liền các dịp Tết Máng Nước, lễ cúng lúa mới, đâm châu Huê, đám cưới của đồng bào Ca Dong, Xê Đăng, Mân Ông. Để được xem đồng bào dựng cây nêu cúng thần thật sự không dễ, bởi hầu hết lễ dựng cây nêu chỉ tổ chức trong mỗi làng nhỏ, không có sự tham gia của người ngoài. Trong không gian lễ hội, 10 xã trên địa bàn huyện Nam Trà My mang đến những cây nêu theo tiêu chuẩn của ban tổ chức là đại diện cho những mẫu nêu truyền thống, hoa văn sặc sỡ, và những hình thù họa tiết phản ánh đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc Nam Trà My. Kết quả, đồng bào Xê Đăng, xã Trà Linh đạt giải nhất trong hội thi năm nay. Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động, sáng ngày 3 tháng 8, lễ hội Sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My lần thứ 6 năm 2024 chính thức khép lại với nhiều ấn tượng đọng lại trong lòng du khách gần xa. Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ 6 năm 2024 với chủ đề Ngọc Linh mãi mãi tự hào, lễ hội đã thu hút hơn 10.000 du khách đến tham quan, mua sắm và tham gia các hoạt động. Theo thống kê của ban tổ chức, doanh thu trong 3 ngày diễn ra lễ hội đạt khoảng hơn 7 tỷ đồng. Riêng mặt hàng sâm củ Ngọc Linh bán được khoảng 70 kg, thu về hơn 6 tỷ đồng. Lễ hội đã mang đến với du khách những hình ảnh về sâm Ngọc Linh, về nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Nam Trà My, một địa phương của tỉnh Quảng Nam đang sở hữu diện tích trồng sâm lớn nhất hiện nay. Tại lễ hội, huyện Nam Trà My cũng đã tổ chức công bố và phát hành biểu trưng logo huyện Nam Trà My. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối thành công qua 5 lần tổ chức lễ hội Sâm Ngọc Linh và nhằm tăng cường tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá cây sâm Ngọc Linh, cây dược liệu và nông sản đặc trưng đến với người dân trong nước và bạn bè trên thế giới, giới thiệu hình ảnh tiềm năng thế mạnh của vùng đất và con người Nam Trà My tới du khách trong và ngoài nước. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8 vừa qua, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ 6 năm 2024 với chủ đề Ngọc Linh mãi mãi tự hào. Tại lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ 6 có 60 gian hàng thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài huyện, hộ kinh doanh, hộ trồng sâm Ngọc Linh trong huyện tham gia. Và một trong các hoạt động chính của lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ 6 là hội thi Sâm Ngọc Linh. Thông qua hội thi ghi nhận sự thành công của người trồng, bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn, đồng thời giới thiệu đến những người yêu và quan tâm về cây sâm Ngọc Linh những tác phẩm sâm đẹp nhất, giá trị nhất, chất lượng nhất, lâu năm nhất, mang chất lượng và vẻ đẹp toàn diện nhất. Tôi
mang đến với lễ hội này hôm nay là những củ sâm đẹp mà lâu năm để mà trưng bày và quảng bá và để được du khách nơi xa đến để chiêm ngưỡng và mua sắm. Và bên cạnh đó thì bản thân huyện đã tổ chức cái hội thi là thi sâm và đấu giá sâm để gây quỹ cho người nghèo và làm xóa nhà tạm. Thì bản thân tôi cũng đóng góp một củ sâm và cũng đã đấu giá thành công một củ sâm để đóng góp một phần nào đó cho huyện nhà. Tỉnh Quảng Nam đã quy hoạch diện tích vùng bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh là 15.567 ha tại Nam Trà My. Hiện tại diện tích trồng cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My là 1.243 ha. Đối với người dân Nam Trà My, cây sâm Ngọc Linh giờ đã là biểu tượng và niềm tự hào của họ, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Chúng ta tự hào vì chúng ta có tiềm năng thế mạnh về phát triển các cây dược liệu, trong đó có cây sâm Ngọc Linh. Và trong những năm qua chúng ta cũng đã đẩy mạnh cái việc phát triển này. Và cái cây sâm Ngọc Linh nó cũng đã ở mức độ nào đó nó cũng ảnh hưởng trong cái thị trường trong nước và một số nước trên thế giới, người ta họ cũng phải biết cây sâm Ngọc Linh. Và chúng ta tự hào để chúng ta có những cái giải pháp, biện pháp làm sao đó mà bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh của chúng ta nó vươn tầm cao hơn, xa hơn. Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 6 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh trên thị trường trong và ngoài nước, giới thiệu đến du khách các nét đặc sắc về văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi Nam Trà My, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường rừng, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Vừa qua tại huyện Nam Trà My, Hội Sâm Núi Ngọc Linh và Quế Trà My đã tổ chức đại hội bất thường để thành lập hai hội gồm Hội Sâm Ngọc Linh và Hội Quế Trà My. Sau khi thành lập Hội Sâm Ngọc Linh có trụ sở đóng tại thành phố Tam Kỳ và Hội Quế Trà My đóng tại huyện Bắc Trà My, Hội Sâm Ngọc Linh sẽ giữ vai trò kiến nghị trung ương có cơ chế nguồn lực riêng để phục vụ nghiên cứu phát triển sâm Ngọc Linh, tham vấn cho các cơ quan chức năng về an ninh sâm, chống nạn sâm giả, kiểm soát chất lượng sâm, nghiên cứu mở rộng vùng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh để kiểm soát nguồn gốc chất lượng và mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế. Ban tuyên giáo phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn chính trị hè năm 2024 cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn huyện. Năm nay có 735 học viên được bồi dưỡng chính trị hè. Các học viên được nghe các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người, góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ 8, hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Bên cạnh đó, được nghe thông tin tình hình chính trị, kinh tế xã hội, thế giới và trong nước nổi bật trong những tháng đầu năm 2024. Những vấn đề kinh tế xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình kế hoạch hành động của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, huyện Nam Trà My. Đồng thời được nghe nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong năm học 2024-2025. Vừa qua, cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã Trà Vân tổ chức đợt hành quân, dã ngoại làm công tác dân vận tại thôn 1, xã Trà Vân. Trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận lần này, 55 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện cùng với lực lượng dân quân xã Trà Vân đã tổ chức phát dọn hơn 3 hectare rẫy, tặng và trồng 5.000 cây quế giống cho hộ nghèo tại xã Trà Vân. Ngoài việc giúp nhân dân phát rẫy trồng quế, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện còn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Đây là hoạt động thường niên của lực lượng vũ trang huyện Nam Trà My, thể hiện phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, góp phần củng cố thế trận lòng dân, tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương, giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, ở xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, phong trào giúp nhau thoát nghèo đã và đang được nhân rộng. Trong đó, việc bà con chia sẻ, hỗ trợ giống sâm Ngọc Linh, rồi hướng dẫn cách chăm sóc, hình thành cả tổ tự quản bảo vệ Ngọc Linh đã và đang là một cách làm hay, mới,
và phù hợp với văn hóa phong tục tập quán của đồng bào Xê Đăng vùng cao. Mới đây nhất là câu chuyện của vợ chồng thanh niên Hồ Văn Dấu đã tự nguyện hỗ trợ 200 cây giống sâm ngọc linh trị giá hơn 100 triệu đồng để bà con cùng vươn lên thoát nghèo. Con đường từ nhà đến vườn sâm của gia đình anh Hồ Văn Dấu phải mất hơn một giờ đồng hồ ngược núi. Đều đặn hàng tuần, đôi vợ chồng người thanh niên Xê Đăng này lại đến thăm, kiểm tra và chăm sóc vườn sâm ngọc linh của mình. Hôm nay thì một công việc mà anh Dấu tiến hành nhiều năm qua, đó là kiểm tra hướng dẫn các thanh niên được vợ chồng anh hỗ trợ sâm để thoát nghèo. Hồ Văn Đoàn ở làng Tắc Hà Răng là một trong hàng chục thanh niên được anh Dấu hỗ trợ sâm cách đây 3 năm. Giờ vườn sâm của Đoàn đã phát triển tốt và đang hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Đầu tiên thì cũng cảm ơn anh hỗ trợ cho em cây giống. Qua 5 năm chăm sóc thì đã bông đa hạt. Chung là qua quá trình chăm sóc tỉ mỉ thì cũng đã có kết quả. Cây thì cũng đã trưởng thành và có cho bông, cho hạt. Để cho năm nay thì cũng chín để cũng thu hoạch hạt. Để gieo ươm lại có năm sau thì gieo ra giống 1 tuổi để tiếp tục nhân giống. Chừng 10 năm trước, gia đình anh Hồ Văn Dấu cũng thuộc diện hộ nghèo của xã Trà Linh. Với quyết tâm vươn lên thoát nghèo làm giàu, Dấu đã đi cõng hàng thuê, tiết kiệm tiền mua giống sâm ngọc linh về trồng. Nhờ chịu khó làm ăn, biết tiết kiệm chi tiêu, rồi chăm sóc tốt vườn sâm ngọc linh của mình, giờ đây vợ chồng người đàn ông Xê Đăng này đã có trong tay một vườn sâm với diện tích khá rộng. Điều đáng trân trọng ở anh Dấu là không chỉ biết vươn lên thoát nghèo, mà anh còn sẻ chia với những hộ khó khăn, già cả neo đơn, tật nguyền, có điều kiện vươn lên. Mỗi năm, Hồ Văn Dấu trao từ 20 đến 100 cây sâm giống cho bà con. Và mới đây nhất, anh đã trao 200 cây sâm giống từ 1 đến 2 năm tuổi, trị giá trên 100 triệu đồng để giúp bà con cùng phát triển cây sâm ngọc linh và vươn lên làm giàu. Anh Dấu từ trước đây đã hỗ trợ nhiều hộ dân là hộ tàn tật, hộ neo đơn, hộ khó khăn, đồ cái giống. Trong thời gian em nhận được 20 cây sâm rất vui và chăm sóc rất tốt. Thì cùng nhau thoát nghèo với vợ chồng anh Dấu rất tốt, đoàn kết với mấy hộ dân và lại mấy trong nhóm. Riêng cái việc mình trao tặng quà tình nguyện cho những hộ khó khăn hơn mình thì đó là cái ý nghĩa rất là quan trọng để giúp nhau phát triển kinh tế, giúp nhau phát triển trong cuộc sống. Vợ tôi cũng đồng ý là sẽ hỗ trợ trao tặng cho bà con giống sâm. Tuy không nhiều nhưng mà có ít lòng nhiều để giúp đỡ lẫn nhau, cũng như giúp đỡ đoàn viên thanh niên còn khó khăn, những bà con, rồi anh em trong nhóm hộ, bản thân cũng là trưởng nhóm quản lý 44 hộ, rồi thì bản thân cũng quản lý được 7 năm rồi. Bà con cũng có cái tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau trong cuộc sống. Với tấm lòng sẻ chia bao dung của mình dành cho bà con, chàng thanh niên Xê Đăng Hồ Văn Dấu được dân làng tin yêu. Tuy mới ngoài 32 tuổi đời, Sông Dấu đã được cộng đồng người Xê Đăng ở làng Tắc Hơ Răng bình chọn làm trưởng chốt trồng sâm với 44 hộ tham gia. Những năm gần đây, việc phát triển diện tích sâm ngọc linh ở Nam Trà My không ngừng mở rộng. Trong đó, ngoài sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp thì với tinh thần sẻ chia của các thanh niên như Hồ Văn Dấu cũng đã đang góp phần rất lớn trong bảo vệ, gìn giữ phát triển sâm ngọc linh, sản phẩm quốc bảo của Việt Nam. Trang địa phương Nam Trà My phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.